Trương Dũng truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 12 độc cô quái khách, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Trương Dũng. Độc cô nhạn ngần ngừ một chút rồi bỗng nhiên giọt người như một loài quỷ mị chạy về phía khu rừng rậm rạp. Vì tiếng suối chảy ầm ầm cùng làn sương mù dày đặc lúc đêm tối ở vùng núi non làm cho thị lực cùng thính lực của chàng bị giảm đi rất nhiều. Trong rừng có người ẩn nấp hay không, thật khó mà biết được. Độc cô nhạn trước kia vẫn nhìn thiên hạ bằng con mắt ngạo mạn oai vệ hơn đời. Nhưng từ khi bị nhiều phen tỏa nhệ, tấm lòng ngạo mạn đã giảm đi rất nhiều. Chàng dò lần từng bước một đi về phía rừng một cách hết sức là thận trọng, không dám sơ hở chút nào. Khu rừng tùng này là một nơi hoàn toàn chưa có vết chân người. Những tua tùng rơi xuống đất chất thành đống lâu ngày dày đến hai thước. Chỗ nào cũng đều là cảnh tượng thiên nhiên, không một chút vết tích gì tỏ ra là có người vào đây. Độc cô nhạn nhíu đôi lông mày ra chiều suy nghĩ một mình rồi tự hỏi. Đây rõ ràng là một khu rừng rậm rạp hoang vu, núi non hiểm trở, chưa từng có người đặt chân đến. Phải chăng con chim kia mắc bệnh thần kinh, nó dẫn mình đến nơi quỷ quái này để làm chi? Tuy ở trong lòng chàng nghĩ như vậy, nhưng chàng vẫn không dám sơ tâm một chút nào hết. Chàng ngưng tụ hết công lực để đề phòng bất trắc và đi vào rừng tìm kiếm. Trong rừng tĩnh mịch phi thường, ngoài sự tiên liệu của chàng đã chẳng có người mà cả giả thú cũng không có. Độc cô nhạn sục sạo tìm kiếm trong chốc lát thì đã đến tận đầu bên kia của rừng tùng mà chẳng thấy chi hết. Chàng đang vô cùng chán nản thất vọng, có ý muốn rời khỏi nơi đây thì bất thình lình văng vẳng có tiếng người xôn xao. Chàng không khỏi sửng sốt, giọt người đi nấp vào một cây tùng lớn. Bỗng chàng nghe thanh âm một người đàn bà rất trong trẻo nói: "Ngũ Thẩm, đem con nhỏ đó giết phước đi cho rồi." Thanh âm sang sảng như tiếng nhạc vàng. Độc cô nhạn nghe rõ là tiếng của một thiếu nữ chừng 17-18. Tiếp theo là thanh âm ồm ồm của một mụ già: "Không được, con nhỏ đó không coi như người khác, mình phải bắt sống mới được. Đó là lão phu nhân cùng đại tẩu đã khẩu truyền như vậy, cả ta cũng không thể thiên tiện chủ trương được." Độc cô nhạn trong lòng không khỏi hồi hộp. Chàng nghe khẩu khí của câu chuyện và cách xưng hô thì hiển nhiên họ là bọn đàn bà trong thuần du thế gia. Nghe tiếng thiếu nữ kêu người đàn bà đứng tuổi bằng Ngũ Thẩm, độc cô nhạn đoán chừng rằng mụ này là Ngũ phu nhân, ngang hàng với thuần du nhị phu nhân. Chàng tự hỏi, không hiểu võ công của mụ này thế nào. Nếu bản lãnh mụ cũng tương đương với thuần du nhị phu nhân thì tình thế này rất nghiêm trọng. Không hiểu thuần du thế gia có bao nhiêu nhân khẩu, chẳng lẽ hết thảy toàn là người hiểm độc bá đạo hay sao? Chàng nghĩ như vậy, liền vạch cành lá để nhìn ra. Bên ngoài khu rừng tùng này là một cái gò đất rộng phạm vi ước chừng mấy chục mẫu. Độc cô nhạn thấy bóng người thấp thoáng có đến dư 20 số người đông ở chỗ ngoài cánh rừng tùng cách chừng 5 trượng. Độc cô nhạn dẫn một lực đến tột độ để cố gắng nhìn xem có biết thêm được điều gì nữa không. Chàng nhìn thấy một người đàn bà mình mặc áo xanh đứng ở chính giữa. Một thiếu nữ che mặt mặc áo màu tía, ngoẹo cổ tựa vào vai của người đàn bà. Xung quanh hai người này là 10 người mặc áo xanh che mặt, tay đều cầm đao kiếm. Chẳng chắc đây là bọn thuộc hạ của thuần du thế gia đã thu dại để làm nanh vuốt. Ngoài ra, mười mấy người áo xanh che mặt nữa thì chia nhau đứng rải rác xung quanh quảng trường, tạo thành cái thế bao vây để gìn giữ một thiếu nữ áo lam bị cầm tù. Thiếu nữ áo lam này tay cầm song kiếm, đứng trơ trọi một mình trong quảng trường. Hiển nhiên nàng đang ở vào thế đối lập với vị thuần du Ngũ phu nhân cùng bọn thủ hạ của mụ. Độc cô nhạn trong lòng hết đổi là nghi ngờ. Chàng không hiểu thiếu nữ áo lam kia thì có lai lịch thế nào, nhưng nàng đã ở vào cái thế đối lập với bọn thuần du thế gia thì chắc nàng cũng là một nhân vật có nhiều lai lịch. Chàng ẩn mình sau gốc cây không biết làm thế nào, nên xuất hiện để viện trợ cho thiếu nữ áo lam này, hay là nên lặng lẽ rút lui khỏi nơi đây để khỏi phát sinh những chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà hỏng việc lớn của chàng.
Cô Nhạn còn đang ngần ngừ chưa quyết thì mụ già áo xanh che mặt lớn tiếng quát hỏi: "Con tiện tỳ kia, ngươi còn chần chờ gì mà không bó tay chịu trói? Chẳng lẽ ngươi bắt lão thần phải hạ độc thủ hay sao?" Thiếu nữ áo lam bị dây hãm không trả lời, mà chỉ đáp bằng một tràng cười nhạt. Mụ áo xanh che mặt, tức là Thuần Du Ngũ Phu Nhân, nổi giận đùng đùng lại quát: "Con nha đầu này chẳng qua chỉ khoác lác khinh người thôi." Mụ trỏ tay về phía bên, vẫy một cái rồi nói: "Bọn ngươi năm người lại bắt lấy thị cho ta." Năm người áo xanh đồng đứng lên, đồng thời dạ lên một tiếng, rồi theo chiếu chỉ mà xông vào. Thiếu nữ áo lam cười khanh khách và nói: "Hãy các ngươi vượt qua cái dòng trắng này là bị chết liền." Năm người kia đã dâng lệnh của Thuần Du Ngũ Phu Nhân nên không dám vì lời hăm dọa của thiếu nữ áo lam mà chùn bước. Chúng vẫn cầm đao kiếm xông vào như gió cuốn. Độc Cô Nhạn định thần nhìn kỹ, quả nhiên thấy chung quanh thiếu nữ cách chừng năm trượng có vạch một vòng tròn lớn tựa hồ dùng phấn trắng rắc xuống để làm giới hạn. Năm người áo xanh che mặt cả kinh, khinh công lẫn thân pháp đều không phải là tầm thường. Chỉ nhô lên hụp xuống hai cái thì đã đến bên ngoài vòng phấn trắng. Xem chừng chúng không ngần ngừ gì muốn nhảy giọt vào bên trong vòng. Giữa lúc năm người nhảy đến mép vòng thì thiếu nữ áo lam đột nhiên dùng thủ pháp nhanh như điện chớp, dung chưởng quét ra. Nhát chưởng vừa đánh tới, lập tức dòng trắng bỗng giọt lên một làn mù trắng, khiến cho mặt mũi và toàn thân của năm người trắng xóa tựa hồ vừa kéo từ ở trong lò voi ra. Tiếp theo là mấy tiếng rú thê thảm đồng thời vang lên. Năm người áo xanh che mặt khác nào bị điện giật ngã lăn ra kêu gào giãy giụa không ngớt. Nhưng năm người chỉ giãy giụa được có mấy cái rồi nằm yên, cả tiếng kêu gào cũng ngừng hẳn lại. Chúng đều bị chết thảm hết rồi, thi thể và quần áo của chúng bị tiêu tan biến thành một vũng nước trắng. Độc Cô Nhạn chấn động tinh thần, chàng không ngờ thiếu nữ áo lam lại là một tài thiện nghệ dùng độc. Cái dòng trắng xóa kia không biết chứa đựng chất độc gì mà khiến cho thi thể của bọn kia tiêu hóa hết được. Trong không trường ngự trị một làn không khí trầm lắng khẩn trương, chỉ có mình thiếu nữ áo lam khẽ bật lên tiếng cười lạ. Thuần Du Ngũ Phu Nhân đứng lặng giờ lâu rồi tằng hắn một tiếng nói: "Nếu lão thân không hàng phục nổi con nha đầu Như Mi thì còn mặt mũi nào trở về ra mắt lão phu nhân cùng đại tổ của ta nữa?" Mụ ngừng lời lại một chút rồi quát lên the thé: "Chất độc của con tiện tỳ này tuy lợi hại nhưng thị không thể đồng thời chống chọi cả bốn mặt tấn công vào được. Lão thân cùng các ngươi nhất tề xong trận, nếu không bắt được con tiện nhân này quyết chẳng có dừng tay." Độc Cô Nhạn không khỏi ngấm ngầm hồi hộp ở trong lòng. Chàng lo thay cho thiếu nữ áo lam, vì chàng nhận ra cái chết của năm người áo xanh vừa rồi tuy bị chất kịch độc về phấn trắng tàn sát, nhưng cũng một phần do công lực của năm người đó hơi kém, khinh công và thân pháp còn lạc hậu. Giả tỷ họ có bản lãnh như chàng mà phía trong vòng không có chất độc thì có thể tiến vào được một cách dễ dàng để đánh sáp lá cà. Thuần Du Ngũ Phu Nhân hiển nhiên là đã có quyết tâm muốn bắt nàng phải hàng phục. Mụ đã hạ lệnh cho bốn mặt và đồng thời xong trận, xem chừng vận mệnh thiếu nữ áo lam không thể lạc quan được. Bất thình lình chàng nghe tiếng giạt áo, gió thổi lạch phạch từ phía sau văng vẳng vọng tới. Độc Cô Nhạn bất giác ngoảnh đầu nhìn lại, chàng biết có người đến gần sau lưng. Đồng thời nghe tiếng động nhỏ nhẹ, chàng cũng nhận ra phương hướng của người này và còn cách đây bao xa. Công lực của chàng đã đến chỗ tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Hễ chàng tâm động là công lực tự nhiên phát sinh ra ngay. Chỉ trong nháy mắt có thể đâm chết cường địch. Chàng vẫn lờ đi như không biết thủ thế chờ đợi. Giữa lúc chàng còn đang định ra tay thì bỗng nghe Tứ Bất Hòa Thượng dùng phép truyền âm nhập mật nói vọng tới: "Độc Cô đại hiệp, đại hiệp chớ giết người, bản hòa thượng đây nè." Lẽ ra Tứ Bất Hòa Thượng đã phí bao nhiêu tâm lực rượt theo tới nơi, đồng thời lão biết võ công của Độc Cô Nhạn đã đến trình độ nào rồi. Hai bên còn cách nhau nhìn chưa rõ mặt, nhưng chàng phóng chưởng ra rồi cũng đủ nguy rồi. Độc Cô Nhạn trong lòng lại cảm thấy khó chịu, chàng hững hờ rồi đáp: "Giả hòa thượng, sao ngươi còn chưa bị chó sói ăn thịt vậy?" Tứ Bất Hòa Thượng cười hền hệt đáp:
Thảo nào mà độc cô đại hiệp không chịu chờ tiểu tăng một chút. Té ra tiểu tăng tới đây lại được coi vụ náo nhiệt này. Lão đảo mắt nhìn rồi vẫn dùng phép truyền âm nhập mật nói tiếp. Không rồi, kiểu này thì con nhỏ kia nguy mất. Nguyên lúc này, Thuần Du Ngũ Phu Nhân đã thống lĩnh bọn thuộc hạ chia ra bốn mặt rảo bước tiến vào và đã tới ngoài vòng phấn trắng. Độc cô nhạn bỗng quát hỏi, hòa thượng, lão có biết lai lịch của thiếu nữ áo lam kia không? Tứ bất hòa thượng lắc đầu đáp, bản hòa thượng bôn tấu giang hồ đã tự hào rất giàu kinh nghiệm, quen biết rất nhiều nhân vật của võ lâm. Nhưng gần đây cái chiêu bài đó không dám trương lên nữa. Mấy ngày liền bản hòa thượng đã gặp bao nhiêu già trẻ gái trai mà bản hòa thượng chẳng có biết mặt một ai hết. Lão đảo mắt nhìn quanh rồi lại hỏi, những người đánh cô bé kia chắc là những nhân vật của Thuần Du thế gia hơn. Độc cô nhạn gật đầu đáp, người áo xanh che mặt đứng giữa chính là Thuần Du Ngũ Phu Nhân gì đó. Tứ bất hòa thượng le lưỡi ra rồi nói, chạy đi thôi, chúng ta không thể dây dưa với bọn này được đâu. Độc cô nhạn hững hờ đáp, tại hạ có mời giả hòa thượng đến đây đâu. Tứ bất hòa thượng vội hỏi ngay, đại hiệp định làm thế nào, muốn tiến vào chăng? Độc cô nhạn dõng dạc đáp, bất luận thế nào tại hạ cũng phải cứu thiếu nữ áo lam thoát khỏi bàn tay của bọn ác ma, không nên để cho nàng bị lọt vào tay của chúng. Tứ bất hòa thượng thở dài rồi nói, kiểu này thì chúng ta không lên núi Nhạn Đản được nữa. Độc cô nhạn đảo mắt lạnh lùng nhìn lão rồi hỏi, tại sao thế? Giả hòa thượng bảo ta chết ở chỗ này chăng? Tứ bất hòa thượng lắc đầu ngoẹo cổ rồi đáp, mạnh hiếp yếu, nhiều lớn ít. Trên chốn giang hồ biết bao sự bất bằng. Nếu việc gì cũng can thiệp thì dù chẳng chết về tay chúng, nhưng e rằng con đường dịu dợi hàng mấy nghìn dặm vĩnh viễn không bao giờ can thiệp hết được. Độc cô nhạn kiên quyết đáp, không gặp chẳng nói làm chi, đã gặp độc cô nhạn này chẳng thể không can thiệp. Giữa lúc hai người còn đang tranh luận thì ở trong trường đã xảy ra cuộc biến đổi đột ngột. Nguyên Thuần Du Ngũ Phu Nhân đã tiến gần cái vòng trắng, mụ quát lên một tiếng thật to, bao nhiêu người dây đánh đồng thời nhảy vào phía trong vòng tròn. Thiếu nữ áo lam dĩ nhiên đã thu xong kiếm về, hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng phóng ra rất mau, làm cho màu trắng bốn mặt bốc lên mờ mịt, hất vào bọn người dây đánh. Nhưng bọn Thuần Du Ngũ Phu Nhân đã dung ra một luồng hắc khí dây bọc chung quanh để hộ thân. Hơn nữa những người xông vào bằng một tốc độ cực kỳ mau lẹ. Tuy có nhiều người gặp làn phấn trắng làm cho bị thương lăn ra giải giụa rồi chết thảm, nhưng ít ra vẫn còn có 7-8 người xông vào được trong vòng phấn trắng mà chưa bị thương. Thuần Du Ngũ Phu Nhân lớn tiếng quát lên, con nha đầu kia, mi còn chờ gì không bó tay chịu trói. Mụ dung song chưởng ra như gió cuốn đánh vào thiếu nữ áo lam. Bọn thuộc hạ cũng tiếp tục ra tay, nhưng dường như họ cố ý bắt sống nên chẳng một ai ra chiêu tàn độc. Thiếu nữ áo lam lại rút song kiếm ra vung lên. Ánh ngân quang chói mắt, nàng vẫn oai phong lẫm liệt chẳng sợ hãi gì, liều mạng quyết đấu với bên địch. Độc cô nhạn nấp ở trong rừng thấy tình trạng này không dám chần chờ nữa. Chàng lập tức rút kiếm ra muốn nhảy vào để diện trợ thiếu nữ áo lam. Tứ bất hòa thượng hấp tấp ngăn lại rồi nói, khoan đã, biện pháp này không có được đâu. Độc cô nhạn sửng sốt hỏi, sao lại không được? Đại hiệp thông minh tuyệt thế thật là uổng, ngoài phương diện võ công còn các khía cạnh khác chưa ăn thua gì. Độc cô nhạn bực mình nói, đã muốn giáo huấn ta chăng? Tứ bất hòa thượng chắp tay nói, tiểu thần không dám. Lão đảo cặp mắt nhìn quanh rồi nói tiếp, có điều đại hiệp muốn giúp cô bé kia thì phương pháp khác dịu hơn. Độc cô nhạn thu kiếm về rồi hỏi, giả hòa thượng thử nói nghe coi. Tứ bất hòa thượng cười hỏi, bản hòa thượng đã đưa cho đại hiệp một cây thiết địch, đại hiệp còn giữ đó không? Độc cô nhạn đột nhiên tỉnh ngộ, chàng biết biện pháp này quả nhiên là tuyệt diệu. Tuy chàng không muốn nghe theo tứ bất hòa thượng, song trong lúc này và ở nơi đây, ngoài cách đó ra không còn biện pháp nào hay hơn. Chàng hắn dặn một tiếng rồi nói, biện pháp này tuy rằng hay nhưng không được quang minh chính đại. Tứ bất hòa thượng trong trước trong sau rồi cười hỏi,
Độc Cô Nhạn, sao đại hiệp còn khéo giả vờ như vậy? Cứ bình tĩnh mà nói thì chuyện giả mạo làm âm thánh Lâm Thiên Lôi chẳng là ý kiến của đại hiệp đã quyết định từ trước rồi ư? Câu này của lão nói bằng một giọng rất trang trọng. Độc Cô Nhạn không khỏi tức mình, chàng trầm giọng quát lên: Giả hòa thượng, lão liệu mà từ lỗ miệng, không thì có ngài tại hạ dặn hết răng đi đó. Tứ Bất Hòa Thượng lè lưỡi ra rồi lùi lại ba bước không nói gì nữa. Độc Cô Nhạn chẳng chút do dự lấy ống thiết địch ra toàn đương lên miệng để thổi, thì bất thình lình trong quảng trường đối diện từ khu rừng rậm nổi lên một tràng cười hô hố như sấm dậy mùa xuân. Độc Cô Nhạn chấn động tinh thần lẩm bẩm một mình: Sao nàng cũng lại tới đây? Rồi cái thiết địch trên tay của chàng từ từ hạ xuống. Tứ Bất Hòa Thượng biến đổi sắc mặt luôn mấy lần, tự hồ lão vừa kinh hãi lại vừa nghi ngờ vừa lo lắng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lão lộ ra một tia vui mừng. Quyền thanh âm này chính là âm thánh Lâm Thiên Lôi. Độc Cô Nhạn đã yên trí là âm thánh Lâm Thiên Lôi chết rồi. Người này tất là Lâm Nguyệt Thu, không còn nghi ngờ gì nữa. Lòng của chàng không khỏi xúc động, chàng lặng lặng để coi diễn biến. Tiếng cười hô hố vừa rồi nổi lên, cuộc ác đấu ở trong trường đột nhiên dừng lại. Người nhà Thuần Du Thế Gia đánh lẹ mấy chiêu để lui ra ngoài chiến trường. Thiếu nữ áo lam bị bọn Thuần Du Thế Gia dây đánh dường như đã kiệt lực. Đồng thời nàng cũng bị tiếng cười làm cho kinh ngạc, liền dừng lại. Nàng một mặt mượn cơ hội này vận động chân khí điều hòa hơi thở, một mặt lắng nghe động tĩnh. Thuần Du Ngũ Phu Nhân trầm giọng quát hỏi: Kẻ nào ngông cuồng dám giở trò quỷ lục ở đây vậy? Tiếng cười hô hố ngừng lại rồi đáp: Sao? Không biết thành âm lão phu sao mà còn hỏi? Thuần Du Ngũ Phu Nhân sửng sốt hỏi lại: Người hãy báo danh hiệu đi, lão thân là người hữu lậu ít giao thiệp, nghe không biết là ai đâu. Tiếng cười hô hố lại nổi lên rồi đáp bằng một giọng ồm ồm: Thảo nào, đại khái mụ là Thuần Du Thế Gia Ngũ Phu Nhân có phải không? Ngũ Phu Nhân cất giọng the thé đáp: Đúng đó, là lão thân đây, lão là ai? Thanh âm kia tự hồ không muốn lộ thành tích, vẫn cả cười rồi hỏi: Lão phu nhân, các vị có mạnh giỏi hay không vậy? Ngũ phu nhân cất giọng cứu kêu la lên: Nhờ trời lão thân vẫn bình an, sao lão còn chưa báo danh hiệu? Thanh âm kia đáp: Lão phu ngày thường ở trong núi Bát Mang, đã một lần lão phu gặp được Thuần Du nhị phu nhân, chẳng hài Ngũ phu nhân đã nghe nói đến. Thuần Du Ngũ Phu Nhân kinh ngạc ngắt lời: Phải chăng các hạ là âm thánh Lâm Thiên Lôi Lâm lão hiệp sĩ? Một tràng cười hô hố lại nổi lên rồi đáp: Phu nhân tưởng lão phu là ai chứ? Lão ngừng lời lại một chút rồi nói tiếp: Đêm nay gió tây lồng lộng, âm khí nặng nề, khiến cho tinh thần người ta phải phiền não. Lão phu mới phổ được mấy khúc nhạc muôn tấu lên để cho Ngũ phu nhân tiêu khiển canh chày. Không hiểu rằng. Thuần Du Ngũ Phu Nhân lắc đầu gạt đi: Lão thân không hiểu âm luật đâu, khó mà lĩnh hội được những khúc đường xuân bách tuyệt của lão hiệp sĩ. Vậy lão hiệp sĩ đừng tấu nhạc nữa thì hay hơn. Thanh âm kia lại nói: Không được, lão phu đàn có nhã hứng, không tấu khúc này không được đâu. Chưa dứt lời, tiếng tiêu trong trẻo lại vọt lên không. Thanh âm tựa hồ bình bạc rạng dở, gió ngựa dồn dập khiến người nghe phải phát run, khí huyết nhộn nhạo cả lên. Thuần Du Ngũ Phu Nhân la lớn tiếng nói: Lão hiệp sĩ thổi thế là đủ rồi, hãy nói cho lão thần hay mục đích của lão hiệp sĩ đến đây để làm gì. Âm thánh Lâm Thiên Lôi đáp ngài: Thật ra cũng chẳng có chuyện gì trọng đại, chỉ yêu cầu phu nhân tha cho cái con nhỏ kia, đừng có bức bách nó nữa. Thuần Du Ngũ Phu Nhân lấy làm khó nghĩ rồi gượng cười đáp: Nể mặt Lâm lão hiệp sĩ, chút việc nhỏ mọn này đáng lẽ phải tuân mệnh, không nói là lão phu nhân đã chủ định muốn gặp thị. Nếu bọn lão thân không đưa được thị về thì e rằng khó lòng mà phụ mệnh được lão nhân được. Âm thanh kia đột nhiên nặng nịch và ra chiều tức giận nói: Phu nhân cứ nói là giữa đường gặp lão phu bắt đem đi rồi. Thuần Du Ngũ Phu Nhân cười khanh khách rồi nói:
Lâm lão hiệp sĩ nói coi bộ dễ dàng vậy. Lão hiệp sĩ có biết đâu, nếu lão thần đem cầu đó phúc bẩm dời lão phù nhân, thì lập tức bị hình phạt rất nghiêm khắc đó. Lâm Thiên Lôi cười lạc rồi nói, ngũ phù nhân nói vậy thì ra không để mặt lão phù chứ gì. Cùng vô ngũ phù nhân gượng cười rồi đáp, lão thần có chỗ nào lầm lỗi với Lâm hiệp sĩ, đành xin lão hiệp sĩ lượng thứ cho. Lâm Thiên Lôi nói bằng một giọng rất gay gắt, phù nhân nói vậy thì lão phù nhất định phải tấu nhạc rồi. Thuần vô ngũ phu nhân ngần ngừ một chút rồi cười nói, nếu Lâm hiệp sĩ cương quyết đòi tấu nhạc thì lão thân đành phải cung kính nghe nhã điệu. Có điều là lão thân xin nhắc nhở lão hiệp sĩ một câu là, khi Lâm vào tình trạng bất đắc dĩ, lão thân đành liều mạng để đi đến chỗ hai bên cùng chết, chứ không thể nào tuân theo việc này được. Lâm Thiên Lôi dường như trong lòng nóng nảy quát hỏi, phu nhân muốn thế nào mới ưng chịu lời của lão phù hả? Thuần vô ngũ phu nhân cười đáp, ít ra là lão hiệp sĩ phải xuất hiện cho lão thân được thấy mặt chứ. Lâm Thiên Lôi sửng sốt hỏi lại, sao lão phù phải lộ diện ư? Thuần vô ngũ phu nhân cười đáp, lão thân không thể chỉ nghe thanh âm trong bóng tối đã hối hả rút lui được. Lâm Thiên Lôi cười hô hố rồi nói, té ra là như vậy, nhưng lão phù có xuất hiện e rằng các vị cũng không nhận biết được. Thanh âm tuy đầy vẻ hùng tráng nhưng đượm vẻ lo buồn nóng nảy. Thuần vô ngũ phu nhân buông tiếng cười rồi nói, lão hiệp sĩ nói như vậy thì ra biết phép ẩn thân ư? Thanh âm của Lâm Thiên Lôi bỗng im bặt. Hiển nhiên lão lâm vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đột nhiên Độc Cô Nhạn xúc động tâm cơ, chàng mô phỏng thanh âm của Lâm Thiên Lôi cả cười rồi nói, lão phù đã vượt qua đầu các vị rồi, các vị đã nhìn rõ hành tung của lão phù chưa? Chàng mô phỏng thanh âm thật là tuyệt diệu, hoàn toàn giống hệt với thanh âm mà Lâm Nguyệt Thu đã bắt chước Lâm Thiên Lôi. Không ai có thể nghe ra được tiếng của hai người. Mọi người ở trong trường đều bật tiếng la quảng, cả Thuần vô ngũ phu nhân cũng không khỏi sửng sốt về diễn biến ra ngoài sức tưởng tượng của bà ta. Thật là một chuyện hết sức là ly kỳ bí hiểm, không ai có thể hiểu được, vì hai chỗ cách nhau xa ít nhất cũng phải là 70-80 trượng. Dù người có khinh công tuyệt thế thần pháp xuất quỷ nhập thần đi chăng nữa, cũng không thể nào mau lẹ đến trình độ đó được, huống chi lại không nhìn thấy bóng người nào giúp qua cả. Độc Cơ Nhạn cơ hồ không nhịn được nữa suýt bật lên tiếng cười. Đồng thời chàng cũng có thể tưởng tượng Lâm Nguyệt Thu ở trong khu rừng đối diện phải kinh hãi và mừng thầm biết chừng nào. Hồi lâu, lâu lắm, Thuần Du Ngũ phu nhân mới lên tiếng gọi, Lâm lão hiệp sĩ. Độc Cô Nhạn ngắt lời, có lão phù đây, bây giờ phu nhân có đáp lại lời thỉnh cầu của lão phù không? Thuần vô ngũ phu nhân hỏi lại bằng một giọng run run ra chiều khiếp sợ, Lâm lão hiệp sĩ có thể giúp qua một lần nữa hay không? Độc Cô Nhạn cười hô hố rồi đáp, cái đó dễ lắm mà, xin phu nhân lưu ý. Cả bọn Thuần vô ngũ phu nhân cho chị thiếu nữ áo lam bị dây đánh đều ngẩng mặt trông lên trời một cách vô cùng chú ý. Nhưng bọn họ đã chậm mất rồi. Thanh âm của Độc Cô Nhạn vừa dứt thì khu rừng đối diện bên kia quảng trường lại vang lên tiếng của Lâm Nguyệt Thu mô phỏng Lâm Thiên Lôi. Nàng cả cười rồi nói, lão phù trở lại bên này rồi, các vị có nhìn thấy gì không? Bọn Thuần vô ngũ phu nhân cả kinh thất sắc, đứng thộn mặt ra như tượng gỗ không thốt được lời nào nữa. Độc Cô Nhạn thấy Thuần vô ngũ phu nhân đứng thộn mặt ra, chàng không nhịn được nữa, lớn tiếng quát như sấm dậy đầu xuân. Lão phù lại vượt qua một lần nữa, đáng tiếc là các vị không nhìn thấy bóng của lão phù một chút nào. Bây giờ tôn giáo buông tha con nhỏ kia hay là liều mạng với lão phù đây? Chàng ngừng lời lại một chút rồi nói tiếp, gần đây lão phù tính khí hay nóng nảy lắm đồ. Lão phù hy vọng các vị đừng có để cho ngọn lửa vô hình của lão phù bốc lên nha. Thuần vô ngũ phu nhân như người nằm mơ choàng thức tỉnh, người của mụ co rúm lại như quả cầu xì hơi. Mụ lắp bắp đáp, Lâm lão hiệp sĩ,
đã có thần kỹ như vậy thì lão thần có thể về phúc trình với phu nhân được rồi. Lão thần không phải buông tha con nhỏ kia gì hết, chỉ tự ý rút lui là xong. Mụ dứt lời rồi không chần chờ gì nữa, nhảy giọt đi trước tiên. Bọn tùy tùng của mụ chẳng cần ai nhắc nhở, lập tức cúp đuôi chạy dài như cá lọt lưới, nay như là chó nhà có đám ma. Chúng hối hả chạy theo cùng đường lối dơi ngũ phu nhân, chỉ trong nháy mắt là đã mất hút hết. Độc Cô Nhạn giúp chuyển từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, tựa hồ như quỷ mị hiện hình. Chàng dặn một lực trong đi rất xa, kỳ cho đến lúc bọn thuần du ngũ phu nhân mất tâm mất dạng vào đám mây mù, rồi mới nhảy xuống không trường. Từ trong khu rừng đối diện, Lâm Nguyệt Thu cũng đang thoăn thoắt chạy ra. Trên tay của nàng vẫn còn cầm lấy một cây ngọc tiêu dường như mới chế ra. Tứ Bất Hòa Thượng cũng khệnh khạng tiến vào không trường. Hiển nhiên là lão chưa hết mệt nhọc, lão đi siêu qua sẹo lại cơ hồ như không vững. Thiếu nữ áo lam vẫn đứng ở giữa trường, cặp mắt đăm đăm hết nhìn Lâm Nguyệt Thu rồi lại đến Độc Cô Nhạn, rồi lại nhìn Tứ Bất Hòa Thượng bằng vẻ mặt vô cùng kinh nghi. Lâm Nguyệt Thu vẫn nhìn thẳng. Khi còn cách Độc Cô Nhạn hơn một trượng, nàng mới đảo mặt nhìn chàng một cái lạnh lùng rồi hắn giọng nói: "Loài vật hay tụ hợp với đồng loại, xem chừng ngươi không thể ly khai lão thầy chùa kia được ha." Độc Cô Nhạn gượng cười hỏi: "Sau khi từ biệt, Lâm cô nương vẫn mạnh giỏi chứ?" Lâm Nguyệt Thu cười lại đáp: "Mạnh giỏi hay không là chuyện riêng của ta, người bất tất quan tâm làm chi." Độc Cô Nhạn thấy nàng ăn nói trùng trình thì ở trong lòng có vẻ không vui. Hiện tại chàng đang có ống thiết địch đưa tới trước mặt nàng rồi nói: "Đây là ống thiết địch chế bằng thứ sắt ngàn năm của vị hòa thượng kia tặng cho cô nương đó. Vậy tại hạ xin chuyển giao rõ ràng trước mặt của lão đây." Tứ Bất Hòa Thượng vội nói tiếp: "Đây là bản hòa thượng bồi thường ống ngọc địch của cô mà bản hòa thượng đã làm tổn thất. Nhưng cô nương đã có ngọc tiêu rồi, vậy cây thiết địch này để tặng Độc Cô thí chủ cũng được." Lâm Nguyệt Thu tức quá mài liễu dựng ngược, nói bằng một giọng hết sức là gay gắt: "Giả hòa thượng, không phải ta muốn lấy ống thiết địch của lão đâu, mà chính là cái đầu của lão đó. Bữa nay ta tạm tha cho, nhưng trong vòng 3 tháng nữa ta sẽ lấy thủ cấp của người." Tứ Bất Hòa Thượng thở dài rồi hỏi: "Cô nương ác độc như vậy sao?" Lâm Nguyệt Thu tỏ vẻ căm hận vô cùng. Nàng không lý gì đến lời nói của Tứ Bất Hòa Thượng, quay lại sằng giọng bảo với Độc Cô Nhạn: "Cả người cũng liệu đó, từ nay trở đi đừng gây sự với ta, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa." Nàng đưa mắt nhìn thiếu nữ áo lam rồi gầm lên: "Thảo nào người dám mạo quy danh gia gia ta, lẽ ra người có mưu đồ." Dứt lời nàng lại băng mình chạy đi. Độc Cô Nhạn trầm giọng nói: "Cô nương khoan đi đã, bữa nay cô nói nhiều câu hơi quá đáng đó." Lâm Nguyệt Thu quay lại hầm hầm quát: "Chẳng có quá đáng chút nào hết. Người thích người ta, người mới mạo xưng gia gia của ta để cứu thị. Ta mà biết trước chuyện này thì đã bỏ mặt không can thiệp vào rồi, thật là một chuyện vô vị." Nàng chưa dứt lời thì đã băng mình chạy luôn. Độc Cô Nhạn tức quá sắc mặt lợt lạc, chàng quát lên một tiếng rồi lao người rượt theo. Nhưng chàng vừa chạy được có vài bước thì thiếu nữ áo lam đã lảo đảo người, rồi miệng há phun ra một búng máu tươi ngã lăn xuống đất. Độc Cô Nhạn giật mình kinh hãi, chàng bất giác dừng bước lại rồi quát lớn: "Giả hòa thượng!" Tứ Bất Hòa Thượng vẫn đứng một bên, dường như lão bị Lâm Nguyệt Thu khủng bố khiến cho lão chân tài lúng cúng. Lão nghe tiếng quát của Độc Cô Nhạn thì co đầu rút cổ lại hỏi: "Sao bản hòa thượng đắc tội với đại hiệp ở chỗ nào đây?" Độc Cô Nhạn không có thì giờ rảnh để nói nữa, chàng chỉ quát bảo: "Rượt theo Lâm Nguyệt Thu cho mau, phải giám thị hành tung của ả, rồi tùy cơ mà liên lạc với tại hạ." Tứ Bất Hòa Thượng châu mài hỏi: "Sao? Chẳng lẽ đại hiệp muốn giết y chăng?" Độc Cô Nhạn xua tay lia lịa đáp: "Lão hòa thượng chết dẫm kia, lão định đi đâu bây giờ?" Nàng tức giận bỏ chạy, không chừng gặp chuyện bất trắc. Lão theo dõi hành tung để ngấm ngầm giúp nàng một tay. Gặp trường hợp xảy ra biến cố lớn lao thì phải tìm cách quả tốc đưa tin cho tại hạ. Tứ Bất Hòa Thượng ngẩn ngơ một chút rồi lại gật đầu đáp: "Được rồi, bản hòa thượng đã nhìn nhận.
Độc Cô Nhạn sửng sốt hỏi: nhìn nhận cái gì? Tứ Bất Hòa Thượng nhe răng ra cười rồi đáp: mình gặp giận xui. Độc Cô Nhạn không nhịn được nữa, chàng tủm tỉm cười không nói gì. Tứ Bất Hòa Thượng lại lắc đầu thở dài, nhưng lão không dám chần chờ, giọt người chạy theo về phía của Lâm Nguyệt Thu. Thiếu nữ áo lam mê man bất tỉnh. Độc Cô Nhạn vội chạy đến, lắc đầu thở dài. Chàng đưa tay ra khẽ nắn các nguyệt đạo trên khắp người của thiếu nữ. Chẳng mấy chốc thì thiếu nữ áo lam ọc ra một bụng máu tươi, nhưng nàng đã hồi tỉnh. Độc Cô Nhạn nhỏ nhẹ hỏi: thương thế của cô nương có nặng lắm không? Thiếu nữ áo lam cười hinh hích rồi đáp: đó là chứng bệnh thuộc về tiên thiên, chẳng lấy chi làm quan hệ. Nụ cười của nàng rất đổi thê lương, tùy dung nhan như đó hoa xuân, nhưng thân hình mảnh mai lả lướt. Nàng lại nở một nụ cười buồn thảm hơn rồi hỏi: hiện giờ ta đã khỏi chưa? Độc Cô Nhạn toan trả lời thì bất thình lình có tiếng o o nổi lên. Con chim khổng lồ dẫn dụ chàng đến, chẳng hiểu từ phương nào nó lại bay đến, rồi hạ xuống trước mắt của hai người, nhanh như là tên bắn. Thiếu nữ áo lam nở một nụ cười. Vẻ cười của nàng lúc này có chiều khoan khoái vô cùng. Nàng đưa tay ra, vỗ nhẹ vào cổ con thần điêu, cất giọng hết sức là dịu dàng và gọi nó: lão Bạch Mao, ngươi thật là hay quá, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Con chim khổng lồ dường như hiểu tiếng của thiếu nữ áo lam. Nó tỏ vẻ nhu thuận ngoan ngoãn, đặt cái mỏ dài trên vai của thiếu nữ. Mắt của nó nửa nhắm nửa mở ra chiều quyến luyến vô cùng. Độc Cô Nhạn lúc này mới nhìn rõ hình dạng con chim, thì toàn thân của nó trắng như tuyết, dài hơn hai trượng. Nguyên mỗi cái cổ của nó không thì đã dài đến cả trượng rồi. Dưới cổ của nó có một cái bướu sắc vàng lấp loáng, có ánh sáng coi rất mỹ quan. Độc Cô Nhạn đã thấy con điêu này không phải là ít, nhưng giống chim to lớn như thế này thì đây là lần đầu tiên chàng mới gặp được. Không nhịn được chàng hỏi xen vào: cô nương nuôi con chim này đấy ư? Thiếu nữ áo lam chăm chú nhìn chàng rồi gật đầu đáp: phải rồi, kể từ ngày ta nuôi nó đến nay đã 12 năm rồi. Trên môi của nàng thoáng một nụ cười êm ái, tựa hồ như nhớ lại những chuyện ngày xưa. Rồi nàng kể tiếp: ngày ấy nó bằng con vịt trời thôi, dường như nó mắc bệnh sắp chết ở bên bờ sông. Ta gặp nó thấy tình trạng đáng thương, liền đem về nhà nuôi. Nó mỗi ngày mỗi lớn lên, trừ những lúc ta ra ngoài kiếm ăn, suốt ngày nó bầu bạn bên ta. Nuôi 12 năm trời nó to lớn như thế này đó. Độc Cô Nhạn lấy làm hứng thú hỏi: con chim này tên là gì vậy? Thiếu nữ áo lam đáp: ta đặt cho nó cái tên là lão Bạch Mao. Nàng nói chuyện bằng một giọng chân thật và ngây thơ. Độc Cô Nhạn không nhịn được bật lên tiếng cười hinh hích rồi hỏi: ai hà, muốn hỏi nó thuộc loại chim gì kìa? Thiếu nữ áo lam có vẻ hơi bẽn lẽn, nàng cười rồi đáp. Thiếu nữ áo lam hơi bẽn lẽn, nàng cười đáp: ban đầu ta không hiểu là thứ chim gì, sau già già thấy nó cổ quái mới điều tra ra giống chim này tên gọi là thiên học. Thiên học là một thứ thần điêu rất tinh khôn, ta nói gì nó nghe cũng hiểu cả. Nàng đắc ý vỗ vào đầu con chim và hỏi: ta nói câu gì ngươi đều hiểu hết có phải không? Quả nhiên con chim khổng lồ khẽ kêu lên hai tiếng o o, tựa hồ để trả lời, đồng thời nó gật đầu luôn mấy cái, tỏ ý thiếu nữ áo lam nói câu gì nó cũng nghe được hết. Độc Cô Nhạn lấy làm kỳ, chàng nói luôn: thảo nào nó dẫn tại hạ tới đây, té ra vì cô nương bị dây hãm nên nó cầu viện tại hạ. Chàng chưa nói hết bỗng phát giác ra mình lỡ lời, vội dừng lời lại không nói nữa. Thiếu nữ áo lam nghe chàng nói như vậy không khỏi sửng sốt. Nàng nhìn Độc Cô Nhạn chầm chập rồi hỏi: nó dẫn ngươi đến đây ư? Tại sao người giải dây cho ta là một lão hiệp sĩ? Nàng vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi tiếp: vị lâm hiệp sĩ nào đó sao không xuất hiện để cho ta bái tạ? Nàng vừa nói vừa ra chiều thất vọng. Độc Cô Nhạn ấp úng đáp: tại hạ cùng lâm lão hiệp sĩ tới đây, nhưng lão nhân gia có chuyện gấp đã đi trước rồi. Tại hạ thấy cô nương thổ huyết hôn mê nên mới lưu lại để xem cô nương. Thiếu nữ áo lam nở nụ cười thê lương rồi ngắt lời: người thật là một người tốt, ta phiền ngươi thay mặt ta có lời cảm tạ đến lâm lão hiệp sĩ. Nàng buồn rầu buông tiếng thở dài ra chiều cảm khái rồi nói tiếp: bước đường giang hồ thật là khó khăn. Bọn nam nữ che mặt vừa rồi
chắc chắn đều là bọn phá nhà cướp của, hay là bọn cường đạo chặn đường hành khách để mà bóc lột, có phải không? Nàng nói bằng một giọng ngây thơ thật thà, hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng len lỏi vào chốn giang hồ, chưa từng có một chút kinh nghiệm nào. Độc Cô Nhạn chau mày rồi hỏi, cô nương không biết lai lịch bọn này thật ư? Thiếu nữ áo lam dương cặp lông mày lên đáp, ta làm sao mà biết được họ? Đây là lần đầu tiên ta ra đời, ra khỏi nhà, chẳng có thù oán gì với họ hết. Không ngờ bọn họ vừa thấy ta liền bao vây, rồi luôn luôn bảo ta bó tay chịu trói. Giả tỷ ta không được gia gia truyền thụ cho mấy năm võ công thì tất đã bị bọn họ bắt đem đi rồi. Nàng nhìn chằm chằm vào Độc Cô Nhạn rồi hỏi, người có biết lai lịch của bọn họ không? Độc Cô Nhạn trầm ngắm một chút rồi đáp, tại hạ cũng như cô nương chẳng biết một tí gì. Thiếu nữ áo lam lại nở một nụ cười ngây thơ và nói, chốn giang hồ tuy lắm nguy hiểm nhưng đi du lịch kể cũng thú, kẻ hung ác cũng nhiều và người lương thiện thì cũng lắm, tỷ như ngươi và Lâm lão hiệp sĩ kia. Thiếu nữ áo lam bỗng đảo mắt nhìn xung quanh mấy lượt, dường như nàng chợt nhớ ra điều gì, bỗng kêu lên, phải rồi, hình như hồi nãy ta có nhìn thấy một hòa thượng và một tiểu thư. Nguyên lúc Lâm Nguyệt Thu và Tứ Bất hòa thượng nói chuyện, thiếu nữ áo lam đang thổ huyết, nàng chỉ còn nhớ lờ mờ là có hai bóng người này mà thôi. Độc Cô Nhạn vội đáp, à, hai vị đó đều là bạn hữu của ta, và họ cũng đã đi cả rồi. Câu này chàng chỉ đáp một cách hàm hồ cho xuôi chuyện. Chàng đối với thiếu nữ chưa biết rõ lai lịch nên ở trong đầu óc nảy ra nhiều mối nghi ngờ. Chàng đã thấy nàng chống cự được với bọn thuần du ngũ phu nhân thì biết ngay rằng nàng rõ ràng là một nhân vật có bản lãnh cao thâm và đã luyện được nhiều môn tuyệt học. Đồng thời nàng tự nuôi được một con thần điêu rất thông minh. Thế mà nàng còn là một thiếu nữ ngây thơ chưa đi sâu vào thế tục thì thật là một điều không thể tưởng tượng. Tính hiếu kỳ đã nổi lên trong lòng của Độc Cô Nhạn, chàng ướm lời hỏi, thần trí của cô nương đã đến mức phi thường, phải chăng cô nương đều học được ở Lệnh Tôn? Thiếu nữ áo lam gật đầu đáp, đúng vậy, những môn đó ta đều học được ở gia gia. Cặp mắt của nàng lại lộ vẻ thê lương, nàng thở dài và nói tiếp, nhưng võ công của ta cũng chỉ đến đó mà thôi, không thể tiến bộ thêm được nữa. Độc Cô Nhạn lấy làm kỳ và hỏi, tại sao vậy? Thiếu nữ áo lam buồn rầu đáp, vì ta mắc một chứng bệnh hơn một năm về trước đây. Gia gia đã báo cho biết sau này ta không thể luyện võ công được nữa, dù có học thì cũng không có tiến bộ là bao. Độc Cô Nhạn cảm thấy xúc động tinh thần, mục quan của chàng bất giác nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ áo lam bị nhìn dữ quá, nàng không khỏi hai má ửng hồng. Nàng cúi đầu xuống nói bằng một giọng bần thần, ban đầu ta thấy gia gia nói như vậy thì mình lại thương mình khóc sướt mướt mấy ngày, sau ta nghĩ kỹ thì điều đó cũng chẳng có hề chi. Độc Cô Nhạn cố nén nỗi xúc động ở trong lòng, chàng gượng cười nói, cứ xem vào võ học của cô nương, tại hạ cũng đủ biết Lệnh Tôn là một nhân vật kinh thiên động địa, oai danh lẫy lừng trong võ lâm, chẳng hiểu lão tiền bối có phải là... Thiếu nữ áo lam hơi sững sốt, nàng xua tay lia lịa rồi đáp, gia gia ta không bao giờ nói đến tên họ, lão nhân gia tự xưng là Thương Tâm Nhân. Độc Cô Nhạn ngẩn ngơ một lúc rồi hỏi lại, Thương Tâm Nhân ư? Vậy còn phương danh của cô nương, liệu cô nương có thể nói cho tại hạ biết được chăng? Thiếu nữ áo lam lại nở một nụ cười thê lương rồi ngập ngừng đáp, ta là Độc Cô Nữ. Độc Cô Nhạn la thất thanh lên, Độc Cô Nữ ư? Tại sao cô nương lại có cái tên kỳ lạ đến như vậy? Thiếu nữ áo lam buồn rầu đáp, từ thuở nhỏ ta nương vào gia gia để sống, cả còn lão Bạch Mao kia nữa, hết năm này sang năm khác sống trong cảnh cô độc, như vậy chẳng kêu bằng Độc Cô Nữ thì kêu bằng gì được chứ? Độc Cô Nhạn lẩm bẩm, thế thì Độc Cô cũng có bạn, mình tự xưng là Độc Cô Nhạn, không ngờ bữa nay lại gặp Độc Cô Nữ. Mối nghi ngờ của chàng muốn được giải đáp ngay, chàng liền hỏi, cô nương ở nhà có một mình thôi hay sao? Thiếu nữ áo lam gật đầu đáp, một mình ta lìa nhà ra đi 3-4 tháng nay rồi. Độc Cô Nhạn lại hỏi, cô nương cùng Lệnh Tôn đã nương tựa vào nhau mà sống,
Chẳng lẽ cô đành tâm bỏ lão nhân gia ở nhà một mình để ra đi? Sao lão gia lại có thể để cô nương xuất ngoại một mình mà an tâm cho được? Huống chi cô nương còn mắc phải chứng bệnh tiên thiên. Thiếu nữ áo lam thở dài rồi ngắt lời. Gia gia đã bỏ nhà ra đi từ hồi đầu xuân năm ngoái rồi. Độc Cô Nhạn chấn động tinh thần chàng hỏi. Lệnh tôn đi đâu vậy? Thiếu nữ áo lam lắc đầu đáp. Ta cũng không biết. Lão già chỉ nói là đi kiếm thuốc cho ta. Người đã nghĩ ra hết phương pháp để ráng trị khỏi bệnh cho ta. Sao người bảo là có mấy vị thuốc chữa được, nhưng cực kỳ khó kiếm. Lão già chẳng quản vất vả bỏ nhà ra đi để kiếm thuốc. Người nói mau nhất là trong vòng 2 năm sẽ quay trở về. Độc Cô Nhạn lạnh toát người đi. Điều mà chàng hoài nghi đã thành sự thật. Chàng từ từ ngắm kỹ lại thiếu nữ áo lam. Thì tuy nàng nét buồn như cúc điệu, gầy như mai, mà cặp lông mày xinh như tranh vẽ, nàng đẹp lắm. Vì nàng chỉ bị chứng bệnh tiên thiên bấy lâu ám ảnh, lại từ thuở nhỏ tịch mịch cô đơn, khiến nàng u uất ở trong lòng. Những nét buồn rười rượi càng tăng thêm vẻ đẹp cho thiếu nữ đa sầu, và càng khiến cho người ta sinh lòng luyến ái thương hương tiếc ngọc. Độc Cô Nhạn trước nay vẫn tự hào không bị mỹ sắc làm cho động tâm. Nhưng lúc này chàng không khỏi cảm thấy mối tình chớm nở ở trong lòng. Tinh thần chàng có một cảm giác khó tả. Độc Cô Nhạn trấn tĩnh tinh thần nở một nụ cười, tựa hồ để mỉa mai mình, rồi lên tiếng hỏi. Tại sao cô nương lại không chịu nói rõ tên họ thật của mình vậy hả? Thiếu nữ áo lam dương ánh mắt tròn xoe, nhìn chàng chồng chọc rồi hỏi lại. Chúng ta bèo nước gặp nhau, chỉ hờ hợt trong phút giây rồi chia ly, mỗi người mỗi ngã. Có thể vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa, sao người lại muốn biết tên họ thật của ta chứ? Hơn nữa gia gia không cho ta len lỏi vào chốn giang hồ, nên ta... Độc Cô Nhạn tủm tỉm cười ngắt lời. Thật ra cô nương không nói thì tại hạ cũng đoán được cô nương là ai rồi. Thiếu nữ áo lam tươi cười hỏi lại. Người thử đoán thử coi. Nàng nói câu này đầy vẻ tự không tin. Độc Cô Nhạn làm bộ ngẫm nghĩ, rồi nhìn thẳng vào mắt của nàng cười đáp. Đại khái cô nương họ Đoàn, tên gọi là Hiếu Dân. Lệnh tôn là một nhân vật lẫy lừng tiếng tăm bao, danh hiệu của lão nhân gia là Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Văn Trình. Tại hạ đoán như vậy không biết có đúng không ha? Thiếu nữ áo lam sửng sốt kêu lên một tiếng kinh ngạc, tưởng chừng như muốn nhảy giọt lên. Nàng hỏi lại. Sao ngươi lại biết rõ vậy? Ngươi là... Độc Cô Nhạn thở dài ngắt lời. Nói rõ ra thì không có gì là dị kỳ cả. Bởi bữa trước đây tại hạ đã gặp lệnh tôn rồi. Thiếu nữ áo lam quả nhiên là Đoàn Hiếu Dân. Nàng chưa nghe Độc Cô Nhạn nói hết câu thì đã xen vào hỏi. Ngươi đã gặp gia gia ta thiệt ư? Độc Cô Nhạn gật đầu đáp. Đúng vậy, lệnh tôn đã nói rõ hết cho tại hạ biết rồi. Đoàn Hiếu Dân vẫn chưa tin rồi hỏi lại. Gia gia ta bảo ngươi hết rồi ư? Ngươi nói vậy quả chăng có quỷ sứ mới tin thiệt. Ta còn lạ gì tính nết của gia gia ta nữa. Lão nhân gia tính tình rất ương gàng mà lại ít nói. Khi nào ngươi lại trò chuyện với một người, nhất là ngươi bảo gia gia đem hết chuyện của ta nói với ngươi thì lại càng vô lý. Phải chăng ngươi muốn lừa bịp ta? Độc Cô Nhạn ngẩn người ra rồi nói. Cô nương nhất định không tin thì tại hạ không có biện pháp nào khác. Nhưng... Chàng ngừng lời lại một chút rồi nói tiếp. Lệnh tôn ra đi tìm 3 loại vị thuốc trân quý và đã lấy được 2 vị, nhưng còn 1 vị cực kỳ khó khăn. Dù lão nhân gia có gặp chuyện thuận lợi thì ít ra cũng mất một khoảng thời gian tối thiểu là 2 năm. Đoàn Hiếu Dân thất vọng thở dài rồi nói. Qua 2 năm nữa e rằng ta đã chết rồi. Độc Cô Nhạn kêu ồ một tiếng rồi hỏi. Chết ư? Tình trạng nghiêm trọng đến như thế sao? Đoàn Hiếu Dân thừ người ra rồi đáp. Lúc gia gia ta đi đã có nói đại thọ của ta chỉ còn được có 3 năm thôi. Lão già mau nhất là trong 2 năm, chậm nhất là 1 năm rưỡi cũng phải quay trở về. Độc Cô Nhạn nói, hiện lệnh tôn đã về rồi đó. Đoàn Hiếu Dân nói bằng một giọng bi thảm. Thế là lão nhân gia biết rằng không còn hy vọng gì để cứu được tính mạng của ta nữa, nên người về sớm để trước khi ta chết cha con đoàn tụ được ít ngày. Độc Cô Nhạn cau mày nói, vậy cô nương nên về sớm đi lạ hơn. Không ngờ Đoàn Hiếu Dân nói bằng một giọng cả quyết. Không, hiện giờ ta không thể về được. Tại sao vậy? Chẳng lẽ... Đoàn Hiếu Dân thở dài rồi ngắt lời.
Chuyến này ta ra đi có để làm một việc. Hiện giờ ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, thì trước khi về nhà phải làm cho xong việc đó đã. Độc Cô Nhạn nghi hoặc hỏi, việc gì vậy? Cô nương có thể nói cho tại hạ biết được không? Đoàn Hiếu Dân nhăn tít cặp lông mày rồi đáp, ta kiếm một người. Độc Cô Nhạn nghi ngờ hỏi, cô nương muốn kiếm ai? Đoàn Hiếu Dân ra chiều khó nghĩ, mắt của nàng nhìn chằm chặp vào mắt của Độc Cô Nhạn, dường như không muốn nói ra. Đồng thời Độc Cô Nhạn gạn hỏi ngọn ngành khiến cho nàng bối rối. Nhưng lúc mục quan của nàng tiếp xúc với cặp mắt của Độc Cô Nhạn ra chiều rất quan tâm, nàng không tự chủ được nữa, cất giọng run run đáp, ta muốn tìm mẫu thân. Ồ, Độc Cô Nhạn sửng sốt như muốn nhảy giọt lên. Chàng hỏi, câu này không đúng rồi. Tại sao không đúng? Lệnh tôn Đoàn lão tiền bối đã nói cho tại hạ hay là lệnh đường mất sớm rồi kia mà? Đoàn Hiếu Dân gật đầu đáp, già già cũng bảo ta như vậy, nhưng thực ra hoàn toàn không đúng như vậy. Cô nương có thể nói rõ hơn được không? Đoàn Hiếu Dân nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi buồn buồn thở dài nói, ây, kể ra ta cũng không biết rõ sự tình. Đại khái là mẫu thân của ta sinh ta ra chưa được bao lâu thì đã rời khỏi gia gia của ta mà đi xa rồi. Độc Cô Nhạn nghiêm trang hỏi, tại sao vậy? Phải chăng giữa hai người có điều chi bất hòa? Quý thính giả thân mến, Độc Cô Quái Khách phần 12, tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 13 trong chương trình kế tiếp. Xin tạm biệt.